Xin kính chào cô chú anh chị và các bạn gần xa đang xem kênh của em ngày hôm nay. Rồi hôm nay thì vườn mai của bạn Nam ha, ở Vĩnh Thành, Chợ Lách, Bến Tre có làm một cái clip để giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình lô mai giống mai ghép bên nhà vườn của bạn Nam cô chú anh chị ha. Và thì rất mong cô chú anh chị mình vào xem thấy cây nào giá cả hợp lý thì mình ủng hộ cho nhà vườn của bạn Nam nha. Và không là mất thời gian nữa, em mời cô chú anh chị mình vào clip để gặp luôn bạn Nam để bạn Nam chào giới thiệu và giao lưu nha. Rồi chào bạn Nam ơi. Rồi chào cô chú anh chị gần xa ha. Hôm nay tiếp tục đến chơi em cũng giao lưu với cô chú anh chị mình một cái lô mai gì cho cô chú anh chị mình lấy bo ghép hoặc là mình nuôi lại mình chơi tết 2025 nha cô chú anh chị. Rồi thì đầu một cây đầu clip là một cây giảo đa phúc nha cô chú anh chị. Rồi. Mã số 41T. Cây thì già ha. Giờ cô chú anh chị lấy bo ghép là rất là ngon luôn. Cây củ đế ha, có nha. Bình thân là được 21. À. Củ là được 32. Chiều cao là 87, tán ngang 68. Rồi cây đầu clip này giao lưu của chú anh chị mình giá là 800 nha. Dạ, mình đổi cây luôn ha. Rồi, rồi tiếp theo cây mã số 42T. Rồi, 42T cũng là một cây giảo đa phúc luôn. Rồi, đầu năm đầu tháng mình rước phúc vô nhà nha cô chú anh chị ha. Đó, ghinh cây đa phúc về chơi nha cô chú anh chị. Bình thân là được 22. Rồi. Củ đế là được 31. Rồi. Nụ dạ. Có ha, nụ già dạ luôn. Phút này giao lưu của chú anh chị mình giá 700 nha. Rồi, 700 ngàn bao ship ha. Rồi. Rồi, tiếp theo cây mã số 43. Rồi, 43T cũng là một cây giảo đa phúc luôn. Hình thân là được 21. Chiều cao 82. Tán ngang 58. Rồi cây giảo đa phúc này giao lưu của chú anh chị mình giá cũng là 700 luôn. Rồi, đợi cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số. Rồi tiếp theo là mã số 44T. Cũng là một cây cốt họ hương nha cô chú anh chị. Rồi. Bình thân là được 17. Bò dạ. Chiều cao 79. Tán ngang 60. Rồi cây cốt họ hương giao lưu cô chú anh chị mình 450 nha. Rồi đợi cây ha. Rồi tiếp theo cây mã số 45T. Cũng là một cây nhị ngọc tròn nha cô chú anh chị. Rồi. Cây thì tặng khá tròn ha, nè có mặt hoa sẵn cho cô chú anh chị mình ha và nhiều cái búp khác cô chú anh chị mình test mặt hoa nha. Rồi thông số luôn các bạn. Bình thân là 20, chiều cao 92. Cây này lấy bo nhiều nha. Tán ngang 80. Rồi cây nhiều tròn vô luôn cô chú anh chị mình giá 1.600.000 nha. Rồi đợi cây nha. Rồi tiếp theo cây mã số 46T. Rồi cũng là một cây cúc họ hương nha cô chú anh chị. Rồi, hoành thân là được 18. Nốt nụ có hết ha. Chiều cao 88. Tán ngang là được 64. Rồi, cúc họ hương giao lưu của chú anh chị giá 600. Rồi, đổi cây luôn ha. Rồi, tiếp theo cây mã số. Rồi, tiếp theo mã số 47T. Cũng là một cây hoàng hậu nha cô chú anh chị. Rồi. Cúc hoàng hậu ha. Hoành thân là 17. Chiều cao 95. Tán ngang 78. Rồi cái cúc hoàng hậu giao lưu của chính chị mình giá cũng là 650 nha. Rồi đợi cây ha. Rồi tiếp theo cây mã số 48T. Cũng là một cây cúc họ hương nha cô chú anh chị. Cái tàn quá sát cái tàn luôn. Cái này thì cô chú anh chị mình cái việc nuôi thôi chứ không cần phải hai lá nữa ha. Ngày em hai lá rồi nha. Rồi. Bình thân là 15. Cây đang bóp đọt rất là nhiều nha cô chú anh chị. Chiều cao 91. Tán ngang 90. Rồi cái cúc họ hương giao lưu với cô chú anh chị giá là 800 nha. Rồi 800 ngàn. Rồi tiếp theo cây mã số 49T. Cũng là một cây cúc họ hương luôn. Cây này tàn quá trừng tròn luôn cô chú anh chị. Giờ mình chỉ chăm lại thôi. Cây này thì nhà vườn hai lá rồi cô chú anh chị ha. Cây thì nó cũng đang bóp đọt đi đọt rất là nhiều nha cô chú anh chị. Rồi quạnh thân là được 13. Rồi. Chiều cao là được 1m05. Tán ngang là được 1m10. Dạ. Cây này giao lưu của chú anh chị mình 750 thôi. Dạ, đợi cây ha. Rồi. Ui. T. Cũng là một cây cúc họ hương nha cô chú anh chị. Cây này tàn lớn lắm nha. Hoành thân là được 14. Dạ. Chiều cao là được 1m20. Tán ngang 1m04. Rồi cái cúc họ hương giao lưu của chú anh chị mình giá cũng chỉ là 900.000 nha. Cây mã số 50T cũng là một cây cuối clip em luôn. Em cũng chân thành cảm ơn cô chú anh chị mà xem hết clip á. Rất mong được cô chú anh chị ủng hộ. Em xin chào và hẹn gặp lại nha.
Rồi em cũng thay mặt cho kênh cũng như bạn Nam cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi clip và ủng hộ ạ. Xin chào và hẹn gặp lại của cô chú anh chị mình những clip tiếp theo nha.